Xin chào các em. Trong video trước thì thầy đã quay xong phần số 6 toàn cảnh nhìn nhỏ không gian OxyZ cho các đề thi tham khảo minh họa và chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017 đến năm 2020. Hôm nay thầy tiếp tục quay tiếp phần số 7. Thì phần số 7 là liên quan câu vận dụng cao từ đề năm 2017 đến năm 2019. Thì năm 2020 thì không có vận dụng cao ở phần hình nhỏ không gian. Thì chúng ta sẽ hôm nay thầy sẽ quay cái phần vận dụng cao từ đề 2017 đến 2019, bắt đầu từ câu số 96. Thì đây là cái câu trong đề tham khảo lần 2 năm 2017. Người ta cho cái mặt phẳng P, mặt cầu S, PS. Thế nên giả sử M là thuộc P và N thuộc S, ta cho cái vectơ MN này cùng phương với vectơ U. Khi khoảng cách giữa M và N lớn nhất thì MN max ấy là bằng bao nhiêu? Chúng ta tìm MN max bằng bao nhiêu trong cái đáp án này. Thế thì chúng ta trước tiên ấy, ở đây chúng ta sẽ tìm thứ nhất là mặt cầu S có tâm là nhiêu. Ta có S này. S có tâm y y đây chúng ta đây trừ 1 2 1 trừ 1 2 1 có bấn kính R. R thì bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình trừ đi D, là căn bậc 2 của một bình này cộng với hai bình cộng với một bình và trừ đi 5. Và đây chúng ta sẽ bằng bằng 1. Đó, 1. Tiếp tục người ta kiểm tra cái mối quan hệ giữa vị trí tương đối giữa mặt phẳng P và mặt cầu S. Chúng ta xem hai cái mặt cầu P và mặt phẳng S này có cắt nhau hay không này. Thì trước tiên ta tính D từ y cho đến p và bằng này, thay vào đây thì tuyệt đối này này là bằng 1 này trừ 1 trừ đi 4 cộng 2 rồi trừ đi 3, đúng không nhỉ? Chia cho căn bậc 2 của một bình cộng với hai bình cộng với hai bình, vậy này căn bậc 2 của 9 đúng không? 9 thì bằng 3. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có nó bao nhiêu? Đây là trừ 1 trừ 5 này trừ trừ 5 đúng không? Trừ 5. Trừ 5 là trừ 8. Trừ 8 là trừ 6, vậy là bằng 2. Vậy khoảng cách này thì chúng ta thấy lớn hơn R. Đó. R thì lúc này ta có vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu như sau này. Ta vẽ cái mặt cầu. Đó, mặt cầu đây, phát cái mặt cầu. Đấy, tâm y của mặt cầu đây. Và mặt phẳng. Đây. Đó, không cắn nhau nhá. Đấy. Đây. Vuông góc đó. Thế thì lúc này chúng ta thấy vectơ pháp tuyến này n của p này, np thì bằng bao nhiêu? Np thì bằng 1 trừ 2 2. Rồi cái vectơ u này là bằng 1 0 1 đó. Thế bây giờ M này, ví dụ như M, đây là M, đúng không? Và đây là N đi. N đây. Đây M đây, M đây nhá. Đây N đây. Thế để cái vectơ U nó như này. Vectơ U đây. Đó. Thế bây giờ làm nào MN ở vị trí nào để cho cái đoạn MN này nó lớn nhất? Thế thì chúng ta thấy này. Nếu từ đây ta hạ vuông góc, mình chiếu vuông góc xuống.
Chúng góc đây đến H. Đó. Thế thì cái thằng này này lớn nhất này, khi cái NH này lớn nhất đúng không? Đó. NH lớn nhất thì thằng này sẽ lớn nhất. Đấy. Tương tự bởi vì thằng N nó chạy trên cái mặt cầu này. Đó, trên mặt cầu. Cái mặt cầu. Thế thì ví dụ như N nó ở phía dưới này thì nó thấp hơn thì nó sẽ nhỏ hơn, và nếu nó ở vị trí cao nhất thì nó sẽ lớn nhất. Thế thì lúc này vị trí cao nhất ý, của N nó chính là nằm trên cái đường thẳng này, nó chính là vị trí đây. Đây này. Đây là N vị trí cao nhất này. Đó. Hay nói khác là đoạn NH này nó sẽ lớn nhất. Đó, lớn nhất. Vì vậy nó chính là bằng gì? Bằng cái thằng NH này ở cái vị trí này nó lớn nhất nha. Đây nó như này, lớn nhất đây. Thì chúng ta thấy này, NH này nó là cao nhất. Và lúc này M nó chạy vào đây. Đó. Thế nếu ta tính được cái góc góc này chẳng hạn, hoặc góc này, thì ta sẽ tính được thằng này. Cái góc này tính như nào? Ở đây nó chính là cái chỗ này, chính là góc vector phát tuyến này, NP. Đó. Thế thì đây là U, vậy thì cái góc trên này, góc này này có thể là bằng gì? À, chúng ta sẽ tính đây góc giữa hai vector phát tuyến và chỉ phương này của MN chính là U đấy. Thì bây giờ ta sẽ tính này, tính cốt cốt của U và N và P này xem bằng bao nhiêu. Thì nhân vào đây ta sẽ có là 1 này, 0 này, cộng với 2 đúng không? Chia căn bậc 2 của A bình, đây là bằng 3 này, đúng nhỉ, đây bằng 3 này. Nhân với thằng này căn mấy? Căn 2 này, 33 bằng 1 trên căn 2. Một căn 2 là bằng 45 độ. Tức là cái góc nó được 45 độ. Góc giữa U và NP là bằng 45 độ. Vậy nói tóm lại cái góc này 45 độ này. Đó, 45 độ. Được chưa? Vậy cái thằng MN max này chính là bằng đoạn MH max nhân với căn 2 vì góc 45 độ, góc tam giác vuông cân, được chưa nhỉ? Vậy thì MH max bằng cái gì? MH à, LH chứ, LH max chính là bằng đoạn IH cộng với bán kính R của cái mặt cầu đây, từ đoạn IH này cộng với R trên này đúng không? IH thì ta vừa tính là chính là khoảng cách từ I đến P là bằng 2, được chưa? Thế bán kính R cộng 1 nó chính là bằng 3. Vậy thì từ đấy suy ra MN max trong trường hợp này chính là bằng 3 căn 2, đúng chưa? 3 căn 2. Vậy đáp án nó là C, 3 căn 2. Ok chưa? Ta hình dung là cái phương này này nó không đổi. Thế thì điểm N nó thay đổi thì nó cứ kéo cái điểm này dài ra, còn M thì nằm tức là chạy trên cái mặt phẳng P đó. Thì cái thằng này này nó max lớn nhất khi thằng MH này lớn nhất, mà MH lớn nhất chính là nằm ở vị trí LH lớn nhất ấy, là L nằm ở vị trí cao nhất này. Đấy, đỉnh trên của cái mặt cầu. Ở trên mặt cầu. Đó, ta lưu ý như vậy. Thì đấy chính là cái bài toán đầu tiên là để tham khảo lần 2 năm 2017 là vận dụng cao và mức độ vận dụng cao. Thực ra nếu chúng ta hình dung ra thì nó không phải là quá khó, đúng không nhỉ? Đấy. Tiếp tục ta sang câu số 97. Câu 97 là câu này là đề chính thức năm 2017 thuộc mã đề 104. Thì người ta cho 3 điểm A, B, C. Gọi điểm D là điểm khác không sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc nhau. À, chúng ta đôi một vuông góc nhau. Y là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABC. À, tính A cộng B cộng C. À, A cộng BC là tọa độ điểm Y. Bài này thì chúng ta cũng thấy là cũng tương đối là phức tạp đúng không? Đó, nhưng ta nhìn thấy đúng, nó vận dụng cao khác, tư duy nó sẽ khác một chút. Đó.
Trước tiên thì ta thấy rằng là cái điểm A này, điểm B này, điểm C hơi đặc biệt. A này thuộc OX này, B thuộc OY này, C thuộc OZ này đều có tọa độ trừ 2, trừ 2, trừ 2. Và đương nhiên nhìn này thì khả năng 3 điểm này cách đều rồi, tức là AB bằng BC bằng CA, nếu ta tính ra đúng thế thật đúng không nhỉ? Đấy. Độ dài nó là bằng nhau này. Chúng ta nhìn này, bằng nhau hết đúng không nhỉ? Thằng này AB thì bằng căn bậc 2 của hai bình này cộng hai bình cũng không bình này, thằng này tương tự thế đúng rồi, à, cùng nhau. Đấy. Thế tam giác ABC là tam giác đều rồi, đều. Đó. Là tam giác đều thì chúng ta tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ấy thì nó nằm trên trục của cái đa giác đáy. Trong trường hợp này tam giác đáy là tam giác đều, do đó thì nó chính là trục của nó thì đi qua trọng tâm của tam giác ABC và vuông góc mặt phẳng ABC. Thế vuông góc mặt phẳng ABC thì trước tiên ta viết phương trình mặt phẳng ABC này, nhân là phương trình mặt phẳng ABC. Thì phương trình này chúng ta sử dụng phương trình mặt phẳng đoạn chắn là x trên trừ 2 cộng với y trên trừ 2 cộng z trên trừ 2 bằng 1. Vậy thì chuyển vế sang thì ta được là nhân quy đồng lên đúng không? Quy đồng lên là trừ 2 đây. Rồi là x cộng y cộng z cộng 2 bằng 0. Đó, phương trình mặt phẳng chắn. Tiếp theo này, ta sẽ tìm trọng tâm này. Trọng tâm của tam giác ABC gọi G là trọng tâm đi, G là trọng tâm. Đấy. Thì G sẽ có tọa độ là cộng vào 3 này chia 3, vậy trừ 2 phần 3. Rồi trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3. Ok chưa? Đấy. Thế ta vẽ qua để phát qua chúng ta dễ hình dung nhá. Phát qua cái tứ diện này. Vẽ đấy. Đây là D này, A, B, C. Vào này đôi một vuông góc. Đó, đôi một vuông góc. Thế bây giờ G đây, đây là G. Đây, G đây, đường thẳng này nó sẽ phải vuông góc. Đấy, vuông góc. Và Y nó sẽ chắc chắn là nằm trên cái trục này. Y này. Đó, chưa? Thế bây giờ ta gọi đường thẳng D, đây đường thẳng D nhá, đường thẳng D này. Phương trình đường thẳng D thì D này đấy, là trục và nó phải vuông góc với ABC, vuông góc ABC thì có phải UD chính là bằng gì? D là trục. Là trục của tam giác ABC. Đó. Thế thì lúc này D đương nhiên là vuông góc với ABC rồi. Và qua đâu? Qua G. Và vuông góc ABC thì đương nhiên UD là phải bằng N của ABC. NABC đương nhiên là 1 1 1 rồi. Vậy ta có phương trình này. X bằng -2 phần 3 cộng T, Y bằng -2 phần 3 cộng T và Z cũng bằng -2 phần 3 cộng T. Đây, đi qua G đây. Ok, phương trình này phương trình tham số. Rồi. Chúng ta thấy này, ba cái tam giác vuông A D AB D BC và DCA thì ta có là AB bằng BC bằng CA vì nó là tam giác đều đúng không? Chúng ta tính ra là AB bằng BC bằng CA đúng chưa? Tam giác đều này mà lại ví dụ hai cái tam giác DAB BC này là có chung AB DB đúng không? Tam giác vuông này có một cạnh góc vuông bằng nhau, một cạnh huyền bằng nhau. Đấy. Thì như này hai tam giác này sẽ bằng nhau này. Tương tự cái tam giác đằng sau này cũng bằng nhau. Hay nói tóm lại thì ta có DB bằng gì? DC bằng DA đúng chưa? Hay nói khác ta có tam giác DAB bằng tam giác DBC bằng tam giác DCA. Hay nói khác là ta được là DA bằng DB bằng DC.
Và lúc này ta thấy D, và suy ra D này, điểm D này là thuộc đường thẳng D, đấy chưa? D chắc chắn nó thuộc D. Trục ấy, chúng ta vẽ này, vẽ nó đi qua rồi, đúng không nhỉ? Đấy. Đường thẳng đường D, và suy ra D sẽ có tọa độ là gì? Đây. Trừ 2 phần 3 cộng T. Trừ 2 phần 3 cộng T. Trừ 2 phần 3 cộng T. Được chưa? Đó. Bây giờ làm nào tìm được T thì chúng ta sẽ tìm vectơ DA và DB, ta gọi DA bằng DA đây, thằng này trừ thằng này, đúng không? Ta sẽ có là T trừ 2 phần 3 trừ đi trừ 2 thì chúng ta sẽ có là cộng với bao nhiêu? 6. À, A trừ đi đúng không? DA mà. Hay mình AD đi. AD cho nó đỡ. AD nhá. Chúng ta sẽ sử dụng AD này. AD là D trừ đi A đúng không? D trừ A thì này sẽ cộng với trừ 2, 2 thì 6. 6 trừ đi 2 còn cộng với 4 phần 3. Chấm phẩy này. T trừ đi 2 phần 3. Và T trừ đi 2 phần 3. Đó, trừ đi đây đúng không? Thế còn đến AD, BD. BD thì thằng đầu tiên không gì thay đổi, nó T trừ 2 phần 3 này. Chấm phẩy, thằng thứ hai thì thay đổi giống thế này. T cộng với 4 phần 3 này. Rồi T trừ 2 phần 3. Đó. Thế chúng ta ở đây chúng ta chỉ sử dụng một dữ kiện thôi, DA vuông góc với DB hay là AD vuông góc với hai thằng này. AD vuông góc với BD. Tại sao không sử dụng các dữ kiện khác? Về thực chất các dữ kiện khác ấy chúng ta sử dụng ở đây này. Nên chỉ cần dùng một cái thôi. Là để ta tìm T là xong. Đấy, từ đây suy ra ta có AD nhân với BD bằng 0, nhân vào thôi. Hai nhân với nhau. Đúng nhỉ? À, T cộng với 4 phần 3 nhân với T trừ 2 phần 3. Rồi, thằng này T trừ 2 phần 3 cộng với thằng này hai giống nhau hai lần luôn. Cộng với thằng này là T trừ 2 phần 3 bình phương bằng 0 nhóm ra. Nhóm T trừ 2 phần 3 ra ngoài. Xong còn 2 T cộng với 4 phần 3 đúng không? Rồi à đây cộng 4 3 là cộng 8 phần 3 cộng với T trừ 2 phần 3 bằng 0. Giải ra ta được là T bằng 2 phần 3 là 1 đấy. T bằng bao nhiêu? Đây 3T. Thằng này còn 8 chia 2 còn 6, 6 phần 3 đúng không? 6 phần 3 có phải không nhỉ? 4 phần 3, 6 phần 3, 8 phần 3 này trừ đi 2 phần 3 là còn 6 phần 3 này, 6 phần 3 là bằng 2 này đúng không? 2 vậy T bằng trừ 1 à? Đúng nhỉ? Hay sai đâu nhỉ? Ở đây t bằng 6 phần 3 thì nó còn 2 này đúng không? 2 thì là 3t vậy là bằng trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3. Đó. T bằng trừ 2 phần 3 này. Ok. Thế lúc đây ta suy ra sẽ có mấy? Bây giờ có 2 điểm D này. Vậy D là có tọa độ bao nhiêu? Thay vào D đây. À một thằng là 2 phần 3 đây. Thay 2 phần 3 đây là 0, 0, 0. Đó. Một thằng là D hay trừ 2 phần 3 đây thì ta sẽ có là trừ 4 phần 3. Trừ 4 phần 3. Trừ 4 phần 3. Đó. À điểm D lại khác điểm O. 0, 0, 0 đều trùng với O rồi. Đây loại rồi.
Đó, chung với ô rồi. Cái này thỏa mãn. Đó. Thế thì chúng ta sẽ có điểm D rồi. Điểm D rồi thì bây giờ chúng ta tìm tâm Y thôi. ID thì bằng IA, đúng không? Đấy, Y thì tiếp tục này, đến đây này. Nha. Y cũng thuộc gì? Thuộc D. Do đó là Y cũng có tọa độ là gì? Trừ 2 phần 3 này. Cộng với T chấm phẩy này. Và trừ 2 phần 3. Cộng T. Trừ 2 phần 3 cộng T nữa. Đúng không? Đây chỗ này là trừ 2 phần 3 nhé. Xóa đi. Thế này. Trừ 2 phần 3 rồi đó. Thế bây giờ IA thì bằng IA bằng ID đúng không? Ta gọi IA bằng ID. Đấy, thì ta sẽ tìm được Y thôi. Đó, tức là tìm T. Cái này tương đương với này. IA nó giống như cái thằng AD này này, căn bậc 2 của thằng này trừ thằng này đây. Đúng không? Thì căn bậc 2 của T cộng với 4 phần 3 bình phương cộng với T trừ 2 phần 3 bình phương cộng với T trừ 2 phần 3 bình phương. Đó. Bằng ID đúng không? Trừ thằng này thì ta có là căn bậc 2 của T cộng với 2 phần 3 đúng không? Trừ cộng với 2 phần 3 bình phương cộng với thế thôi, T cộng với 2 phần 3 bình phương cộng với T cộng với 2 phần 3 bình phương hoàn toàn giống nhau. Đó. Được chưa nhỉ? Giải này ra bấm máy cho nhanh đúng không? T bằng. Đấy, ta thử xem giải giải ra bao nhiêu nhá. Máy tính này. Đây máy tính chúng ta đây, ta bình phương luôn, mất mất căn luôn nhá. Nên ta sẽ có hai thằng này giống nhau, nhập một thằng này, này. T. T tương đương x cộng với 4 phần 3. 3 bình phương này cộng 2 lần này x trừ đi 2 phần 3 bình phương trừ đi, đây là 3 lần đúng không, trừ đi 3 x cộng 2 phần 3 bình phương rồi bằng cái đi. Đấy. Ship đấy là biểu thức ship can x bằng 1 đi chẳng hạn. Đó. 0,333. To cái xem nó có ra số đẹp không? À 1/3. Đấy. T là 1/3. Chưa? T bằng 1/3. T 1/3 thì đương nhiên ta có y bao nhiêu? Đây 1 phần 3 này, 1 phần 3 thì y bằng y có tọa độ là đây 1 phần 3 trừ 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 1 phần 3 cộng vào A cộng B cộng C, 3 này cộng với nhau A bằng trừ 1, vậy đáp án là gì? Đó là B. Đấy, khá là dài đúng không? Những cái câu hỏi bằng tính chất là vận dụng cao thì nó lằng nhằng và nó dài, làm câu này mất thời gian đúng không? Nên là nếu như mà bí quá thì thôi, cứ chúng ta cứ tung đồng xu cho nó dễ đúng không, hay là xúc xắc cho nó nhanh, phương pháp 2 giây, chọn cái là ra luôn đúng không? Bí quá còn thời gian ta mới làm, còn nếu không còn thời gian thì thôi bỏ qua đi, chúng ta làm câu khác đúng nhỉ? Tiếp tục, đây là câu số 97. Sang câu số 98. Câu 98 này xem nó như nào. Đây cũng đề năm 2017.
Mã 105. Cho hai điểm A này, B. Mặt cầu S. Mặt phẳng P, P có dạng đây, AX cộng BY cộng CZ trừ 2 bằng 0. Đó. Đi qua P, đi qua AB và cắt S theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Bán kính nhỏ nhất. Thì khi đó là A cộng B cộng C là như thế nào, đúng không? Bằng bao nhiêu đây? Đó. Thế thì cái dạng này là chúng ta sẽ đầu tiên ấy. Nếu giả sử cái đường thẳng AB nó không cắt S thì đương nhiên là theo giao tuyến đường tròn bán kính nhỏ nhất lúc này nó chỉ là tiếp xúc với, thậm chí không có đường tròn, đúng không? Còn đây nó theo đường tròn có bán kính nhỏ nhất thì lúc này khả năng cao là AB nó sẽ cắt đường thẳng AB, sẽ cắt mặt cầu S. Đó, AB cắt mặt cầu S. Đã, phán đoán như thế, thử xem có đúng không? Chúng ta phải tính khoảng cách. À, tính khoảng cách thì thấy là dài dòng phết đấy nhỉ. Rồi, trước tiên ta có mặt phẳng S này. Có tâm Y này. 1, 2, 3, bán kính R bằng 5. Đấy, chỗ này thì ai cũng biết rồi. Đúng không? Rồi, bây giờ như nào đây? AB. AB đây. Ta cứ viết đường thẳng AB đi, AB. Đấy. AB bằng bao nhiêu? AB vectơ này bằng này trừ 3 3 trừ 6 đúng không? Trừ 3 này, 3 này, trừ 6. Hay nó khác là UAB này. Mình sẽ chọn là 1 trừ 1 và 2. Đó, mình lấy này. Vậy phương trình AB trước này. Phương trình đường thẳng AB nó đi qua BD cho nó nhẹ gánh đúng không? X bằng T, Y bằng 1 trừ T và Z thì bằng 2T. Đó, đó như thế này cho nó nhẹ gánh đúng không? Nó qua điểm A nó có số to. Rồi, rồi AB. Bây giờ ta tính nhầm khoảng cách đi nhỉ, khoảng cách từ Y đến AB xem như nào. Đấy, khoảng cách từ Y đến AB thử ra, thử tính khoảng cách nào, tính khoảng cách kiểu gì, biểu thức tính khoảng cách thì ta sẽ có điểm AB sẽ đi qua điểm A này, ta sẽ có là D từ Y đến AB này chính là bằng độ dài tích có hướng của IA, à IB đi, mình gọi IB đi, IB cho nhẹ, U chia cho độ dài vectơ U để chúng ta kiểm tra xem nó có cắt không, và khả năng cao nó sẽ cắt đấy, đúng không nhỉ? Năng cao nó sẽ cắt. À, mình cứ từ từ kiểm tra sau nhé, để ta sẽ phán đoán những tình huống đã, đúng chưa? Bài này nè. Nhất là chúng ta sẽ có mặt cầu này. Mặt cầu này. Đó. Mặt phẳng này. Cắt theo giao tuyến là một cái đường tròn đây. Đấy. Y đây, y phải. Đây chứ nhỉ, y phải là chính là khoảng cách đấy. Đây bán kính là R của mặt cầu, R mặt cầu, đây là R nhỏ đi. Đó. Thì trong trường hợp mà nó cắt như thế này, bán kính nhỏ nhất thì ta sẽ có là cái thằng R nhỏ này này. Chính là bằng căn bậc 2 của R bình trừ đi y phẩy bình phương.
Vậy thằng R là min, R là min khi nào? Khi y y phẩy mắc đó, y phẩy mắc. Vậy thì y phẩy mắc là như thế nào đây? Thì chúng ta biết rằng là mặt cái thằng này này nó đi qua AB, AB đó. Thế bây giờ nó bắn cái bài toán này trở thành ấy, bài toán trở thành là viết phương trình mặt phẳng P qua B sao cho khoảng cách D từ Y đến P này là mắc đó. Để bài toán trở thành như vậy, chúng ta thấy cái bài toán này là bài toán nó sẽ quay về như này cho dễ hình dung. Ta thì độc lập đây là P đây, AB đây, đây điểm Y đây đó, cái kẻ hình chiếu đây, và gọi là cái điểm này, điểm vuông góc đây gọi là H đây, thì M đi, M là hình chiếu của Y trên AB này, M chắc chắn là cố định này đó. Thì ta thấy rằng là M, gọi M là hình chiếu của Y trên AB. Chưa? Thế khi đó H là hình chiếu của Y trên P, được chưa? Vì lúc này ta sẽ có IH luôn nhỏ hơn bằng IM. Đó, IH nhỏ đi mà. Vậy IH max chính là cái thằng D thì in P là max này, nó bằng IM khi nào? Khi H trùng với M. Đấy, H trùng M. Hay nói khác là IM là gì? IM nó sẽ vuông góc với P, và IM là vectơ pháp tuyến của P. Rồi, thế bài toán này lúc này ta sẽ thực chất sẽ tìm gì? Tìm M là hình chiếu của Y trên trên AB là ok. Vậy thì M là hình chiếu của Y trên AB. Đấy, trên AB này thì M sẽ có tọa độ nào? M sẽ có tọa độ là T, rồi là 1 trừ T, rồi 2T. Đó. IM vector, IM vector chính là bằng bao nhiêu? M trừ Y đây, M trừ Y, T trừ 1. Thằng này trừ thằng kia, trừ 1 trừ T, đúng không? 2T, 2T trừ 3. Rồi, IM nhân với vector chỉ phương của cái thằng AB này bằng 0, đúng không? IM nhân với UAB bằng 0. Vậy thì ta sẽ có cái gì? À, ta sẽ có, đi đây ta xóa cái phần nào đi nhỉ? Ta xóa cái này đi nha. Ta xóa cái phần này đi. Lý thuyết là xong rồi. Đó, bây giờ sẽ nhân này, nhân vào này, IM này, vậy T, T nhân 1, T trừ 1 nhân 1 là T trừ đi 1 này. Đấy. Trừ 1 nhân thằng này, trừ trừ thành cộng luôn, cộng với 1, cộng với T này, 2 nhân thằng này này, cộng với 4T trừ 6 luôn này, bằng 0 này. Vậy thì ta có 6T, 6T đúng không? Thế nào? 6T bằng 6 nhỉ? Đúng rồi đấy, 6T bằng 6, T bằng 1, T bằng 1 thì IM bao nhiêu? IM là 0 mà, 0 rồi là trừ trừ 2, rồi thằng này là trừ 1. Hay mình lấy N của nó, N của P lúc này nó chính là NP, chính là bằng NP. Đây, chỗ này đóng bằng bằng.
bằng 0,21. Đó, 0,21 đi qua điểm B đi nha. Đi qua điểm B đi nhỉ. Là 0 nhân với x trừ 0 cộng với 2 nhân với y trừ 1 cộng với 1 nhân với z trừ 0 bằng 0. Được không này? Ta sẽ có là 2y cộng với z trừ 2 bằng 0. Đây cái trừ 2 này, để người ta chốt này. Vậy thì a bằng gì? Từ đấy suy ra a bằng 0 này. B bằng 2 này và C bằng 1. A cộng B cộng C là bằng 3. A B C bằng 3 đáp án A rồi. Đó, đấy, chúng ta thấy khá là nằng nhằng đúng không? Đúng rồi, vận dụng cao khác. Nhưng mà cái này chúng ta còn làm một cái dễ chịu hơn cái câu trước đâu, ý trước cái này nó dễ chịu hơn chút. À, thì đây là cái câu số 98 của chúng ta. Tiếp tục sang câu số 99. Câu số 99 này. À, đây cũng đề năm 2017, mã đề 110. Cho điểm A, điểm B, mặt phẳng P. Xét đường thẳng D thay đổi thuộc P và đi qua B. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên D. Biết rằng khi D thay đổi thì H thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính R của đường tròn đó. À, dạ. Tức là như thế này. Ví dụ ta vẽ ra. Ra phác phác qua xem tình hình nào đúng không? Cái mặt phẳng P này. Chúng ta thấy rằng là điểm B đi qua B. Thế xem điểm B này sẽ có thuộc P không? Xem nào. À, B thuộc P này. B thuộc P này. Đó. Đây điểm B đây. B. B thuộc P này. Cái đường thẳng D nó đi qua này, nó xoay vòng 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 đúng không? Điểm A thì không thuộc rồi. Điểm A không thuộc rồi. Đó. Thế thì cái này này. Nó luôn vuông góc. Hình chiếu đây. H đây. H là hình chiếu vuông góc của A trên D, tức là chúng ta góc BHA luôn bằng 90 độ. Đúng không? Vậy thì lúc này ta sẽ có cái thằng BHA luôn bằng 90 độ. Đó. AB cố định, H thay đổi mà luôn nhìn AB cụ dưới một góc 90 độ thì lúc này ta sẽ có là H ấy thuộc mặt cầu đường kính là AB. Đó, đúng không? Tất cả các điểm nằm trên mặt cầu đường kính AB đều nhìn AB dưới một góc 90 độ. Và lúc này H ấy còn thuộc gì nữa? Thuộc P. Đó. Do đó đường tròn đường kính R là giao tuyến cái mặt cầu S đi. Đấy. Là giao tuyến của mặt cầu S và mặt phẳng P. Ok. Thế thì lúc này chúng ta bán kính R nhỏ, R của đường tròn ấy chính là bằng căn bậc 2 của R mặt cầu bình phương trừ đi khoảng cách từ tâm Y, là D từ tâm Y đến mặt phẳng P bình phương. Đó là chúng ta sẽ ra. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy. Thế thì bây giờ tính bán kính mặt cầu và khoảng cách. Đấy, bây giờ gọi Y đi. Y là trung điểm. Trung điểm của AB. Y là trung điểm AB thì Y có tọa độ bao nhiêu? Hai này cộng chia đôi thôi.
2 cộng với 4 là 6, 6 chia 2 này còn 3. Trừ 2 cộng với 6 nó còn 4, 4 nhân 2 còn 2. 0 cộng với 2 là bằng 2 là 1. Đó. Vậy thứ nhất là R mặt cầu chính là bằng chính là IA hoặc IB đấy. IB đi. Bằng căn bậc 2 của một bình cộng với 4 bình cộng với một bình. Đúng không? Rồi, 4, 4, 16, 1, 17, 4, 18, bằng căn 18. Rồi, đấy. Thế D từ I đến P là xong thôi. D từ I đến P bằng cái gì? Chỉ tuyệt đối. P kia 3 cộng 2 cộng 1. Đúng không? 3 cộng 2 cộng 1. Chia cho căn bậc 2 của A bình, B bình, C bình, tức là một bình cộng một bình cộng một bình. Hay nói cách khác là 6 chia cho căn 3. Đó. Hay chính là bằng 2 căn 3. Nhỉ? Yeah. Đúng rồi. 2 căn 3. Còn đây đúng không? 2, 3, 6 rồi, đúng rồi đấy. Vậy thì từ đấy suy ra R chính là bằng căn bậc 2 của thằng này bình phương là 18 trừ thằng này bình là 4, 3, 4, 12, 12 bằng căn 6. Căn 6 là đáp án B rồi. Đó, căn 6 là đáp án B. Thế thôi. Cũng câu này thì không phải quá khó. Tuy nhiên thì để nhận xét được cái thằng đầu tiên này mới là cái vấn đề này. Đó. Chúng ta chốt ở đây này. Được chưa? Đó. Nói chung là cũng thấy khó khăn đấy nhỉ, chứ không phải đơn giản, nó vận dụng cao, nó không giống như câu nhận biết thông hiểu. Vận dụng thì cũng mất thời gian, nhưng vận dụng cao khá mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên câu này so với các câu khác thì nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Do đó là chúng ta thấy là năm 2017 là đề nó không được đều năm cho năm. Nên là các câu nó bị có câu dễ hơn, có câu khó hơn. Đấy. Tuy nhiên các năm sau thì dạng nó giống nhau, số liệu nó khác nhau thôi. À, năm sau thì câu vận dụng cao thì dạng nó gần như giống nhau. À, nó làm một một đề thì các đề khác nó tương tự, số liệu nó khác nhau, tức là nói tóm lại là không thể chép y nguyên được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tham khảo cách giải vận dụng cao của bạn bên cạnh. Nói chung nếu hỏi được bạn cạnh giỏi thì chúng ta vẫn có hỏi được. À, về dạng của nó làm như nào, cách thức làm nào ta vẫn làm được. Tuy nhiên năm 2017 thì cái dạng nó khác nhau, ví dụ các câu vừa rồi nó khác nhau. Đó.